Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay ở đường 30/4 sẽ gửi đến với cô chú anh chị em mình một cái nền có căn nhà cấp 4 ở trên đó. Thì đây là gần vị trí nền. Thì sẽ gửi đến với cô chú anh chị em mình một cái vị trí nền á. Thì đất này đang tọa lạc ở phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì trong trung tâm thành phố Cần Thơ luôn. Thì đường này là đường 30/4. Thì ngay đầu hẻm 51 có một cái vị trí nền là hai mặt tiền luôn. Khu dân cư hẻm 515 nha, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì diện tích bề ngang là 7, bề dài 20 là 140m thổ cư. Còn diện tích sử dụng thực tế là bề ngang 7, bề dài 29 là tổng diện tích là 203m. Thì nói chung cái này là bán nền tặng nhà cấp 4 chứ không phải là bán căn nhà nha. Thì căn nhà đã cũ kỹ quá rồi. Thì đây là vị trí của cái căn nhà. Thì từ góc này nó đi qua góc kia thì là 7m, chạy dài vô là 29m là tốt nha, sao luôn. Cặp theo con hẻm này là 4m chuẩn nha. Đây là khu dân cư, cái con hẻm khu dân cư 515 thuộc của phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì chủ đang cần bán gấp giá ngợp nha. Hồi cũ thì kêu 2.3 tỷ, mà bây giờ bán giá ngợp là chỉ còn là khoảng 17 tỷ đổ lại, giá còn thương lượng 17 tỷ đổ lại nha. Thì với cô chú anh chị em mình sở hữu là bề ngang 7, bề dài 20 là 148m thổ cư. Còn thực tế sử dụng là tới 7, dài 29 là 203m. Đất này đang quay về là hướng Tây Nam. Thì đường 30/4 thì bậc nhất của Cần Thơ rồi. Đường lộ hai chiều, xe qua lại rất là nhiều luôn ha. Thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề. Thì ở đây mình mở khách sạn ha, là làm gì cũng tùy theo quý cô chú anh chị em mình sử dụng ha. Đó, gần con đường hai làn đường có con lương chính giữa luôn ha. Trồng hoa kiển chính giữa luôn. Thì nó cũng gần cái khúc của đèn xanh đèn đỏ Trần Quần Na luôn nha. Cách đèn xanh đèn đỏ Trần Na đâu đó tầm chừng 200m à. Đây là một cái nền rất đẹp luôn, nghe nền dốc luôn. Nền dốc hai mặt tiền. Rất là rộng rãi. Thì để đi dài ra phía sau cho quý cô chú anh chị em mình biết luôn phía sau. Thì từ đây qua bên kia thì nguyên quán cơm này ha, chạy ra từ đây. Đường này thì xe du lịch ra vô rất là nhiều luôn. Xe du lịch ra vô rất là nhiều luôn, thấy không? Thì từ phía trước đi ra tới phía đằng sau này luôn. Thì căn nhà nó dài theo nay luôn nha, căn nhà cũ cấp 4 đó, dài cả tới đây. Tới mấy này là hết nha. Đây, tới mấy này là hết. Đây, tới chỗ này. Chỗ này tới cái căn nhà ở phía sau là hết nè. Đó, thấy không? Tới mấy này là hết cái căn nhà 7 dài 29 luôn. Một căn nhà rất là rộng rãi, thoải mái. Từ mấy này ra tới trước là 29m đó. Thì thổ cư thì nó nằm ở phần ở phía sau. Từ mí này ra 20m, bề ngang 7. Thì có căn nhà cấp 4 cũ này cũng như là bán cái nền, không có nói về căn nhà. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã xem video. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu cái nền này thì mình trực tiếp mình đến gặp chủ ha. Hay là muốn đi không biết đường thì điện thoại số 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi tại trung tâm thành phố thơ cũng được luôn nha. Quý cô chú anh chị em tự đi thì cũng được. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. 200m2 có 150m thổ cư là giá bán chỉ có 17 tỷ đổ lại, còn giá còn thương lượng. Hồi cũ là kêu tới 23 tỷ, giờ tụt xuống còn 17 tỷ bán gấp luôn.
Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Xin chào, cảm ơn rất nhiều.